cái phần mềm này hay lắm nè. Bây giờ chỉ cần mình đưa cái mặt mình vô nè, xong rồi mình chụp hình là nó hiện lên đổi tóc kiểu tóc cho mình luôn á, đẹp lắm. Ủa dạ. Nói nghe nè. Dạ. Đi vô trong cái phòng gọi cái giùm cái đi. Làm gì anh? Sửa cái ống nước. Nãy giờ nó xì hả, như bị Thái Bình không trỏng rồi. Nãy giờ sao nó không chịu nói đi em sớm? Trời ơi, lẹ lên đi, chút xíu khách vô nó bơi lội em trỏng cái tưởng hồ bơi ít kiều nữa đó. Dạ. Thiệt tình á. Cái gì đấy, ứng dụng gì đây? Chụp hình. Tình nhắn của con Quyền Anh. Lỡ rồi. Ây da, ây da. Lỡ tay bấm coi luôn rồi. Chị Xuân hỏi em về cái áo CK của anh. Chị Xuân mà biết anh là tên biến thái là chết luôn. Ôi trời ơi, Duy là tên biến thái. Bị sao vậy? Em bị trật cái giò rồi, xách đồ nặng quá, em bị trật giò chứ em đi không nổi, anh cõng em nha. Đừng có nhọng nhẹo với anh đó. Được rồi coi. Đau, 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 đau thiệt á. Em đau thiệt á. Trời ơi, em làm cái gì vậy Yến? Em tính massage cho anh dễ ngủ. Massage cái gì? Anh nói rồi đó, anh là hoa có chủ rồi đó. Trời, anh đàn ông trai mà anh dí anh là hoa được luôn á hả? Thì là anh là chủ của hoa, anh không có thích em làm dễ danh đâu đó. Lo đi làm việc đi. Clip này tao về tao ghép nhạc du dương vô. Bao trái nhà. Ủa, xem vô tiệm tóc, đứng đây chi? Thì hẹn anh ra đây cho nó lãng mạn. Nhớ anh đúng không? Đúng rồi, em nhớ anh quá. Đừng bắt cá hai tay. Cái gì mà bắt cá hai tay? Anh chung thủy với em mà. Anh chung thủy cái gì? Anh hứa với em sao? Anh chung thủy với em mà anh đi thả thính tùm lum á hả? Trời ơi, thả thính ai đâu mà thả thính. Thì em nói với anh sao? Thì anh đã xóa Facebook, xóa Zalo hết rồi, đâu có xài nữa đâu. Không lẽ bây giờ bắt anh bỏ luôn điện thoại hả? Anh có bỏ luôn điện thoại mà cái tính của anh vẫn còn thì nó vẫn còn. Trời, anh nghĩ ơi. Làm sao vậy? Anh nghĩ làm sao mà anh ngồi sát rạc với nhỏ Yến vậy? Trời ơi em ơi, anh với Yến có gì đâu. Anh với Yến là đồng nghiệp làm chung tiệm tóc thôi mà. Đồng nghiệp mà làm gì như trai gái mới yêu nhau hả? Hả? Thân hơn với em nữa. Trời ơi, cái gì đây? Cái gì? Ai gửi cho em vậy? Cái này là do gấp trục thôi à, chứ anh với Yến không... Anh đừng có quan tâm ai gửi cho em hết. Quan trọng là anh có hay không thôi. Không có, anh với Yến không có gì hết. Không có gì sao mà hình ảnh như vậy hả? Nhưng mà ai gửi cho em cái này, em phải nghe anh giải thích đó. Không có ai gửi gì hết trơn á. Tôi nói với anh vậy á, đừng gặp tôi nữa. Nè, Huyền Anh, Huyền Anh. Cái gì trời? Cái gì mới về nóng giận vậy? Ừ? Em mới cãi nhau với Huyền Anh đó. Huyền Anh đó nó ghen em với Yến. Bây giờ không biết giải thích làm sao nữa. Vụ gì mà ghen với Yến? Thì đó, không có biết là ai quay mấy clip nhạy cảm rồi đưa cho Huyền Anh coi. Rồi Huyền Anh ghen với em, không chịu nghe em giải thích luôn. Hay là trong tiệm của mình? Không đâu. Ủa là hai đứa cãi lời cùng nhau chuyện đó đó hả? Thì đó, chuyện đó đó. Ủa anh tưởng cãi lộn nhau cái chuyện em là thằng biến thái chứ. Ủa sao tự nhiên anh biết chuyện đó? Trời ơi, biết lâu rồi, anh Khôi nói cho biết hết luôn. Vấn đề là bây giờ em phải làm sao cho Huyền Anh tin em nè. Anh sẽ giúp em. Cái gì? Anh giúp em thiệt hả? Ừ. Anh sẽ giúp em chứng minh với Huyền Anh là em trong sạch. Hay quá anh Mạch, em cảm ơn anh nha. Anh Khôi, cho mượn điện thoại chút đi. Chị ạ?
gọi về cho Dượng. Sao điện thoại em không gọi? Thả hết tiền à? Nè, 8 dừa thôi nha, 8 dừa tốn tiền tôi đó. Dạ, cho mượn dấu vân tay được không? Rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ. Alo? Dương hả Dương? Dạ. Dương khỏe không? Má khỏe không Dương? Rồi em út nhà khỏe hết hả Dương? Bình thành bình. Em nói chuyện với bà con thôi mà, làm gì phải nhấn Dương hả Dương? Má mà chi cho mệt vậy? Dương thích. Thích gì không sao? Cha mẹ mình má. Trời. Dạ. Thôi vậy khỏe hết rồi à. Thôi anh cúp máy nghe Dương. Bởi vì à, mượn máy anh Khôi. Rồi cái à, anh nói tám mình đến cho tám nhiều anh chửi. Dạ, vậy nghe Dương. Dạ. Bye bye Dương. Dạ ra. Cảm ơn anh nha. Ủa, con vậy mà cũng phải mượn điện thoại anh gọi về quê hả? Dạ. Trời ơi, biết làm sao không? Gọi như vậy đó, ở dưới quê á, ba má vui dữ lắm mà. Bây giờ coi chừng á là đang giật gà giật vịt dưới quê ăn mừng tiệc á. Ủa, ăn mừng tiệc gì vậy? Tại em gọi về đó. Con cái Sài Gòn gọi về vui dữ lắm. Phải không? Dạ. Chị Khánh à, chị Khánh. Chị khỏe không? Hai con chị khỏe không? Thôi. Ôi, bị gì anh? Bà Khánh bà chửi bộ khùng hả, gọi điện thoại la nhéo chồng. Bắt chước gì? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bắt chước không? Nè, cuối cùng á em còn chịu gặp anh rồi hả? Ừ, thì phải gặp anh chứ. Hết giận anh rồi đúng không? Ừ, hết giận anh rồi. Mình chia tay đi. Cái gì vậy? Sao tự nhiên chia tay? Anh giờ này anh còn hỏi vậy nữa hả? Chứ ai cho anh đi nói với chị Xuân chuyện đó hả? Để bây giờ chị Xuân giận tôi rồi, không có cho tôi đi tập thể dục với chị Xuân nữa. Trời ơi, cái gì vậy? Cái chuyện của chị Xuân là chỉ có anh với em biết thôi mà. Anh đâu có nói với ai đâu. Anh không nói với ai. Cái chuyện đó anh còn nói vậy nữa. Chỉ có em với anh với cậu Khôi biết thôi. Thì tại sao chị Xuân biết, không anh với ai? Nhưng mà anh không có nói thiệt mà. Anh không nói anh đừng có giải thích nữa. Em không có nghe nữa. Mệt quá. Em tin anh đi. Anh biết hả, em thích chị Xuân như thế nào mà anh còn nói vậy, để chị Xuân bây giờ không nhìn mặt em luôn. Em không biết. Trời ơi, anh biết mà, nhưng mà em phải tin anh, em phải nghe. Em không có tin anh nữa, cái chuyện Yến em tính bỏ qua cho anh mà lần này em không bỏ qua cho anh đâu. Nhưng mà anh không có nói Huyền Anh. Em không biết. Nhưng trong cái chuyện này, cậu vẫn thấy nó có một cái vấn đề gì đó. Không biết có một kẻ nào đó đã tò mò, tóc mắt, tọc mạch, đâm thọt mạnh. Em biết ai không? Em không biết, em không có làm. Cậu ơi, bây giờ không cần biết là ai đó. Bây giờ có cách nào cho Huyền Anh bớt giận con đi cậu? Cậu giúp con đi, làm sao cho Huyền Anh bớt giận nè. Huyền Anh. Rồi, xong rồi đó. Cậu nói chuyện với Xuân rồi, Xuân nói sẽ bỏ qua, không có giận Huyền Anh nữa. Nhưng với điều kiện, trong cái đợt thi thời trang gì mà Xuân làm giám khảo á, con phải cố gắng đạt được giải cao thì mới được đó. Yeah, con nhất định sẽ được giải cao trong cuộc thi này. Nói nghe nè, chỉ cho cách đợt giải cao. Cách gì? Tất cả các mẫu á đều cột băng đô hết là giải cao hết. Sao vậy? Má là Nguyễn Thị Xuân đúng không? Không, Nguyễn Thị Xuân băng đô mà. Kệ người ta. Trời ơi, tóc không vô ở đây không có làm mà mỗi lần làm thắt hai bính vô cột cái băng đô khác. Trời ơi, thích quá, kiểu tóc này đẹp quá. Kệ người ta. Còn Duy. Dạ. Con đó, từ giờ á chị Xuân cũng cảnh cáo luôn là không có được giả thành mấy cái tên biến thái nhào ra hù dọa phụ nữ với bất kỳ lý do và động cơ gì, nhớ chưa? Tại con gì Huyền Anh chứ bộ. Mà cậu Khôi cũng vậy. May á là chị Xuân không biết cậu Khôi có dính líu vô đó. À, kể nghe coi. Có những sự thật không cần phải nói thật quá như vậy, có những sự thật cần phải bưng bít nó lại để tạo hòa bình. Không, nhưng cậu nghĩ sự thật này thì cậu sẽ không bưng bít đâu. Cậu sẽ kiếm cơ hội nói chuyện và xin lỗi Xuân. Vậy đó. Hai đứa nè. Hai đứa con á phải học gương cậu nè. Trong tình yêu phải tin tưởng và yêu thương nhau, hiểu chưa? Dạ. Thôi được rồi, nếu mà như vậy thì sẵn tiện con sẽ cố gắng tin cái chuyện mà anh không có gì với con Yến, được không? Được. Cảm ơn em. Cậu Khôi. Vậy con cảm ơn cậu nhiều nhất. Like cho cậu 1000 like luôn. Chắc like ăn được. Nè, nhưng mà nói nè,
Vậy là bây giờ cả nhà vui rồi nè, mọi chuyện giải quyết xong rồi. Nhưng mà cậu vẫn thắc mắc, không biết kẻ nào lại tò mò tập mạch đâm bị thấp, thọc bị gạo, nhiều chuyện ném đá dấu tay mà phá được. Em biết ai không? Không biết ai hết trơn, hết trơn, hết trơn. Đừng có nói như vậy. Bây giờ em nghĩ đó, anh Khôi à, bây giờ mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Ừ. Êm rồi. Ừ. Khởi lên chi, gia đình mình êm xuôi rồi. Thôi hãy để sự thật nó chìm vào dĩ vãng, đừng đào bới nó lên nữa nha anh nhé. Không, nhất định anh sẽ khởi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.